kể chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Chị Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại các bé. Các bé yêu quý, có cặp vợ chồng già nọ gặp hoạn nạn, phải tạm biệt ngôi nhà, cửa hàng và cả cô mèo Asa thân yêu để đi tới nơi khác. Thật kỳ lạ, đúng hôm họ quyết dứt áo ra đi thì một thiếu nữ xuất hiện, ngỏ ý muốn giúp đỡ ông bà và tiếp quản cơ ngơi vực dậy cửa hàng. Thiếu nữ bí ẩn ấy là ai? Cặp vợ chồng già có thực sự được cứu giúp? Sau đây, chị mời các bé cùng nghe chuyện bài hát của Okesa qua giọng kể của chú Hồng Quang để cùng theo. Ông bà không thể đem con theo được. Cuộc hành trình sẽ rất dài và gian khổ. Ngay chính bản thân ông bà cũng không biết mình sẽ đi đâu. Nhưng con là một con mèo thông minh. Con sẽ tìm được ai đó tốt bụng chăm sóc cho con. Và con sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc. Asa nhìn ông bà chủ chăm chăm, rồi như hiểu chuyện. Cô mèo gật đầu buồn bã, rồi lủi thủi đi ra khỏi nhà. Tối hôm đó, hai vợ chồng đang chuẩn bị đồ cho cuộc ra đi của mình, thì họ nghe một tiếng gõ cửa. Họ giật bắn lên vì nghĩ rằng đó có thể là một chủ nợ đi đòi tiền vào đêm khuya. Tuy nhiên, họ lại nghe một tiếng nói rất dịu dàng và nhỏ nhẹ. Xin chào, cháu có thể nhờ một việc được không? Ông lão ra mở cửa và thấy một cô gái xinh xắn. Bây giờ rất khuya rồi, lão có thể làm gì cho cháu đây? Cháu 16 tuổi, cháu mới chuyển đến đây. Xin ông bà cho cháu làm việc tại quán. Cháu sẽ không cần tiền lương và sẽ không gây phiền phức gì cho ông bà đâu ạ. Nếu quán mì vẫn còn hoạt động tốt, thì ông bà... À, mà ông bà rất sẵn lòng, nhưng đằng này nó đã bị đóng cửa. Và hai ông bà đang chuẩn bị chuyển đi cháu ạ. Ông lão cố gắng giải thích cho cô gái, thế nhưng cô vẫn quyết định xin được trợ giúp. Cháu có 20 lạng bạc chưa dùng gì cả. Nếu có thể, xin ông bà hãy dùng để mở lại quán ăn. Cháu sẽ ở lại đây để phụ giúp ông bà. Cô gái lấy ra một chiếc hộp và đẩy nó về phía hai vợ chồng già đang lắp bắp vì ngạc nhiên. Đầu tiên, hai vợ chồng từ chối, nhưng cô gái rất kiên quyết nói với lời đề nghị của mình. Vì vậy, họ đành phải thỏa thuận. Số tiền chỉ là khoản vay của hai vợ chồng. Họ sẽ phải tìm cách trả cho cô gái khi nào làm ăn khấm khá. Và do được một khoản tiền khá lớn, quán mì lại được mở cửa vào sáng hôm sau. Các bé ạ, Okesa làm việc rất chăm chỉ tại cửa hàng. Okesa là cô gái 16 tuổi đã gõ cửa ông bà già buổi đêm đấy. Mỗi khi không bận rộn, cô thường góp vui cho thực khách bằng giọng hát trong trèo của mình. Đôi khi cô còn hát những bài hát mà bản thân tự sáng tác. Một trong số bài hát như thế này. Sa đô, những hàng cây và bãi cỏ đang mời gọi bạn. Sa đô thật xinh đẹp, hãy đến với thị trấn Sa đô của chúng tôi. Bạn sẽ được mời gọi. Thực khách nhiệt liệt hưởng ứng ca khúc của Okesa. Ban đầu họ vỗ tay theo nhịp,
và sau đó là đung đưa lắc lư theo giọng hát thiên thần của cô gái. Nhanh chóng sau đó, ca khúc của Sado trở thành một biểu tượng niềm tự hào của thị trấn nhỏ Ogi. Vì không khí nhộn nhịp và vui vẻ của quán mì, lúc nào cũng có thực khách tìm đến. Chỉ nửa năm sau, hai vợ chồng đã trả hết món nợ cho các chủ nợ khi xưa. Một năm sau, họ mở rộng quán và thuê thêm vài người để giúp cho việc kinh doanh. Ca khúc của Okesa lúc này cũng nổi tiếng khắp cả đảo Sado. Một buổi tối, ông lão đang ngủ thì tỉnh giấc bởi một tiếng mèo kêu. Ông quay sang thì thấy cô mèo Asa đang ngồi kế bên mình. À, Asa, con đi đâu cả năm nay vậy? Thật tốt khi con khỏe mạnh và đã quay trở lại với chúng ta. Ông vươn người tới Asa, nhưng bỗng nhiên hình ảnh của Asa mờ dần và biến mất như làn khói mỏng vào không khí. Ông tỉnh dậy và lay vợ, kể cho bà lão nghe về giấc mơ kỳ lạ của mình. Cả hai thức trắng cả đêm và nói về ngày xưa. Họ nhớ cô mèo Asa da diết. Sáng hôm sau, mọi vật im ắng lạ thường và cặp vợ chồng già bắt đầu lo lắng. Bình thường, cô gái Okesa luôn là người thức dậy trước tiên, nhưng hôm nay thì chẳng thấy cô đâu cả. Ông lão nói với bà, có lẽ con bé bị ốm bà ạ. Hai vợ chồng đến phòng của Okesa, gọi cửa liên tục, nhưng vẫn không nghe trả lời. Họ bước vào phòng của Okesa và sững sờ nhìn thấy xác của cô mèo Asa ngay tại giường của Okesa. Ôi, Asa, con chính là Okesa sao? Hai vợ chồng khóc rất nhiều sau đó. Nhiều năm sau đó, mặc dù Okesa không còn nữa, nhưng bài ca và điệu múa của cô vẫn được truyền tụng khắp nơi. Người ta gọi đó là Okesa Bushi. Và ngày nay, những người dân tại đảo Sado vẫn tiếp tục nhảy múa theo điệu múa này của Okesa đấy, các bé. Các bé yêu quý, hóa ra nàng thiếu nữ là do cô mèo Asa hóa thân thành. Cô mèo Asa đã lặng lẽ giúp đỡ cặp vợ chồng già mà cô coi như bố mẹ đến tận khi cô qua đời. Một câu chuyện thật xúc động, có đúng không nào các bé? Các bé ơi, đêm đã về khuya rồi. Trước khi chợp mắt, chúng mình cùng nghe bài thơ Du Hoa của nhà thơ Ngô Văn Phú qua giọng du của nghệ sĩ Minh Phương nhé. Chị chúc các bé ngủ ngon. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96.5 MHz và trang web vov6.vov.vn.
ba cứ rét mấy tuần xuân, mẹ đem hoa lúa kết thành lời ru. Sen mùa hạ, cúc mùa thu, hoa đồng cỏ nổi cho bé. Các bé yêu quý, hàng ngày chúng mình thường nghe thấy tiếng chim hót líu lo của các loài chim chóc. Âm thanh này vừa là tiếng hát, vừa là ngôn ngữ để cho chúng có thể giao tiếp và trò chuyện với nhau. Ấy vậy mà từ ngày xưa, các loài chim lại không có tiếng hót đâu đấy. Vậy ai đã dạy cho chúng biết hót nhỉ? Câu chuyện Sự tích tiếng hót các loài chim sẽ giúp chúng mình có được câu trả lời. Biết hót. Chính vì thế, vườn ngự uyển của Ngọc Hoàng dù có trăm hoa muôn sắc, hương thơm ngào ngạt, nhưng vẫn mang vẻ lạnh lùng buồn bã bởi thiếu mất tiếng chim ca hót. Xem mãi những vũ khúc ghê thường, yến tiệc linh đình với các thần năm này qua năm khác, rồi cũng có lúc chán. Ngọc Hoàng thường dạo bước trong vườn ngự uyển, ngắm hoa cho khuây khỏa nỗi buồn.
Nhưng khổ thay, ngài cũng chẳng thấy khu vườn ngự uyển hấp dẫn gì cả. Nó cứ im lặng và im lặng. Ngài nhìn loài chim đậu khắp đó đây và nghĩ thầm. Sao mà vắng lặng thế? Sao mà chán nản đến thế? Ôi, giá như nó sinh động hơn và tràn đầy những âm thanh dịu ngọt, thánh thót, thì khu vườn sẽ giúp ta khuây khỏa sau những giờ bận rộn với công việc thiên đình biết mấy. Ngài tha thần bước đi giữa những khóm hoa đang khoe sắc, những thân cây cảnh xanh tươi tuổi mấy nghìn năm, lòng băn khoăn nghĩ ngợi. Thế rồi trong trí óc của ngài bỗng lóe lên một ý nghĩ. Ồ, tại sao ta không nhờ các tiên nữ dạy cho các loài chim ca hót? Giọng của mỗi nàng tiên đều rất tuyệt. Ồ, phải rồi. Sung sướng với sáng kiến của mình, Ngọc Hoàng vội quay bước trở về cung điện và truyền lệnh gọi các tiên nữ đến. Khi các tiên nữ đã tề tựu đông đủ, ngài phán. Này các khanh, ta ra lệnh cho các khanh hãy truyền lại cho các loài chim làn hơi tuyệt vời của các khanh. Ta rất trông cậy vào các khanh. Hãy làm cho khu vườn của ta tràn đầy tiếng chim ca, đầy ắp những âm thanh kỳ diệu. Thế rồi các tiên nữ vâng lệnh Ngọc Hoàng răm rắp. Ngọc Hoàng cho gọi các loài chim như quả, chỉ, sơn ca, họa mi, khiếu, công, rồi vịt, gõ kiến, gà trống, gà mái, phải vào cung quảng học hát. Mỗi loài chim theo học một tiên nữ. Họa mi và sơn ca được hai nàng tiên có giọng hát tuyệt vời nhất truyền cho làn hơi của mình. Hai chú học trò lại rất chăm chỉ, nên chẳng bao lâu đã có giọng hót làm say đắm thiên đình. Trích chòe khiếu cu, tuy giọng hót không hay bằng họa mi sơn ca, nhưng không thể nói là dở. Công chỉ vốn là học trò của hai nàng tiên múa trong cung quảng, nên được hai nàng truyền cho những điệu múa đặc sắc. Gà trống có một nàng tiên có giọng hát khỏe, âm vang hướng dẫn, nên anh chàng có tiếng hát kéo dài, vang xa. Từ khi các loài chim chăm chỉ chuyên cần học tập, thì vườn ngự uyển của Ngọc Hoàng bắt đầu vang lên tiếng chim véo von rộn rã. Hoa đẹp khoe sắc, hương thơm ngào ngạt, cây cỏ xanh tươi, rung rinh theo những cơn gió nhẹ, được những tiếng chim trong vắt, réo rắt điểm tô, khiến cho khu vườn trở nên hấp dẫn, đến mức Ngọc Hoàng và các thần cứ kéo nhau ra đó yến ẩm, bàn chuyện thiên đình hạ giới. Các loài chim chăm chỉ luyện, còn quạ, gõ kiến, vịt bầu, gà mái thì cứ việc rong chơi, mặc cho các cô tiên hướng dẫn phải chạy bổ đi tìm. Nhưng bóng chim tăm cá, dễ gì mà các nàng tiên tìm ra được những cậu, những cô học trò ngỗ nghịch, bướng bỉnh. Các cô cứ than thở với nhau, nhưng không làm sao buộc được chúng đến lớp. Gõ kiến ham ăn hơn ham học, cứ đi bắt kiến bắt sâu bằng cách gõ gõ mỏ vào các thân cây sâu, cho con sâu bò ra, rồi dùng lưỡi tóm gọn con mồi. Còn quạ tham ăn hơn cả gõ kiến, ngay cả bộ cánh nó còn chả cần chăm chút nữa là việc học hành. Cứ khoác một cái áo đen xì, rồi bay đi tìm cái ăn ở xa tít mù khơi. Gà mái vốn đã cảm cái bộ vó hùng dũng và tiếng hót vang xa của anh gà trống oai phong, cho nên anh ta đi đâu là cô ả lại lon ton chạy theo, làm dáng đến độ anh gà trống chẳng thể làm ngơ được. Hễ cô tiên dục gà mái học là cô ả hẹn một lát, inh ỏi rồi đỏ mặt tía tai dặn ra một quả trứng để vin cớ đó mà khỏi phải học. Vịt cũng là giống phàm ăn tục uống, mới sáng bảnh mắt là mò ra hồ nước trong vườn ngự uyển ngụp lặn để bắt cá bắt tôm. Hễ bị cô tiên phụ trách quở là nó nói dối, lạc, lạc. Chứ kỳ thật là vịt thuộc đường đi nước bước lắm. Và lại từ hồ nước tới cung quảng, có gì xa cho cam. Thế rồi một hôm, Ngọc Hoàng ghé qua cung quảng chơi. Nhân đà cao hứng, ngài bảo các cô tiên. Ngày mai, ta muốn nghe tất cả các loài chim biểu diễn giọng hót của mình. Các nàng tiên vâng lệnh, dọn dẹp chuẩn bị sân khấu để các học trò của mình trổ tài. Ai có học trò giỏi cũng vui vẻ lắm, chỉ có các nàng tiên có học trò lười là khổ tâm thôi.
Thế rồi sáng hôm sau, các loài chim đã có mặt đầy đủ trong cung. Ngọc Hoàng, các thần và các cô tiên xiêm áo rực rỡ, lũ lượt kéo nhau vào cung. Mở đầu buổi trình diễn là Họa Mi. Họa Mi bình tĩnh bước lên sân khấu, chú há mỏ, hót những âm thanh du dương, khiến Ngọc Hoàng rất hài lòng. Các thần và tiên nữ ngây cả người lắng nghe. Được Ngọc Hoàng và mọi người tán thưởng, cô tiên phụ trách Họa Mi vô cùng sung sướng, mắt long lanh lệ. Thật là bỏ công cực khổ. Sau Họa Mi là sơn ca, khiếu, trích chòe, cu lên trình diễn. Các loài này biểu diễn giọng hót riêng của mình cũng thánh thót chẳng kém Họa Mi là mấy, nên cũng được Ngọc Hoàng khen ngợi. Công và chị không hót nhưng lại biểu diễn những vũ khúc tuyệt hay. Nhất là chị Công, chị xòe đuôi, quạt cánh dập dờn, bộ lông điểm màu sắc lóng lánh của chị khiến cho chị càng múa càng thêm đẹp. Khá lắm! Ngọc Hoàng hân hoan nói. Ta rất cảm ơn các khanh đã hết lòng dạy bảo các loài chim. Rồi ta sẽ ban thưởng cho các khanh. Ngọc Hoàng vừa dứt lời thì đến phiên Gõ Kiến lên sân khấu. Anh chàng đứng trên sân khấu lúng ta lúng túng. Chẳng biết hót gì, mãi sau sực nhớ ra cái mỏ to tướng của mình. Bèn tiến lại chỗ cây cột chống sân khấu dùng mỏ gõ. Cộp, cộp. Khiến ai cũng hết sức ngạc nhiên. Ngọc Hoàng nổi giận quát. Nó làm cái gì thế kia? Ôi nhức tai ta quá. Xuống. Gõ Kiến tẽn tỏ bay đi. Quạ được gọi lên sân khấu. Nó sợ lắm nhưng cũng cố gắng bước lên, rồi đứng đực ra nhìn mọi người. Ngọc Hoàng sốt ruột. Hót đi. Dạ. Quạ hoảng hồn. Dạ gian. Dạ. Dạ. Dạ dạ cái gì? Hót đi. Ngọc Hoàng bực mình gắt. Dạ. Trời đất ơi, sao nó cứ dạ hoài thế hả? Cô tiên phụ trách quạ đau khổ bước ra tâu với Ngọc Hoàng, vì sao quạ không thể nào hót được. Nghe chuyện Ngọc Hoàng tức giận quát. Xuống! Quạ sẽ dạ suốt từ nay trở đi. Đến phiên vịt, nó lạch bạch bước lên sân khấu. Ngọc Hoàng hỏi trước. Có biết hót không? Lạc, lạc. Vịt quen nói dối, đáp. Lạc là thế nào? Ngọc Hoàng ngạc nhiên. Sao lại lạc? Lạc, lạc. Vịt càng gào lớn. Được rồi, Ngọc Hoàng phán. Vịt sẽ lạc mãi mãi. Gà mái cũng chung số phận với vịt. Nó cứ một lát, mãi khiến Ngọc Hoàng nổi trận lôi đình quát tháo om sòm. May còn có anh gà trống. Anh chàng oai vệ bước ra sân khấu, vỗ cánh dướn cổ, rồi há mỏ gáy vang. Ó ó ó ó. Tiếng gáy vang xa, hùng dũng, làm... Đây là hết rồi. Chim khiếu, sơn ca, trích chòe, giò chăm học nên có giọng hót rất là hay. Còn quạ, vịt, vì lười học nên giọng của chúng lúc nào cũng khản đặc, không hay chút nào. Để giúp các bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thì bây giờ giọng ru của nghệ sĩ Văn Trường sẽ hát ru bài thơ Ngày Mới của tác giả Ngô Bá Hòa. Chúc các bé ngủ ngoan. À ơi, à ơi, trên cành chim hót díu dan, xa xa đỉnh núi. Những làn sương bay, cha em thức dậy đi cày, mẹ em nhóm lửa đón ngày mới lên. Bà ngồi ru cháu thật êm,
ông đan rổ ra. À, ngoài hiên nắng vàng, chúng em chân bước rộn ràng cùng nhau đến lớp ca vang núi rừng. Mái trường nằm dưới lòng thung, chào ngày mới để ấm từng lời cô. À ơi, à ơi. Chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Chú Hiệp xin chào các bé. Các bé yêu quý, trong tự nhiên có vô vàn các loài vật khác nhau như loài bay trên trời, loài bơi lội dưới nước, loài chạy nhảy trên mặt đất. Mỗi loài vật lại có ngoại hình, thói quen khác nhau đa dạng, tạo nên thế giới kỳ thú. Những câu chuyện cổ tích về loài vật không chỉ giúp các bé hiểu hơn thế giới tự nhiên, mà còn có những bài học thú vị. Phần đầu chương trình kể chuyện và hát ru cho bé hôm nay, cô Kim Ngọc sẽ kể cho các bé nghe chuyện cổ tích loài vật có nhan đề là Voi và Chim Sẻ. Thuở xa xưa, voi trông khác hẳn bây giờ các bé ạ. Voi có đôi mắt to tướng, hai cái tai thì dựng đứng trên đầu, còn giữa mọc lên một cặp sừng tuyệt đẹp. Khi trên mặt đất xuất hiện con người, sư tử bảo với voi: "Này, anh bạn lớn, không hiểu sao mà khắp nơi đẻ ra quá ư là nhiều con người. Có lẽ chẳng bao lâu nữa họ sẽ dở đến cả chúng tôi với các anh, bắt chúng ta phải làm lụng cho họ mất thôi. Chúng ta phải bỏ đến chỗ mới mà sinh sống nhỉ?" "Ôi, tôi to lớn như thế này, ai dám động đến tôi chứ?" Voi bác lại, giọng đầy oai vệ. "Việc gì mà tôi phải chạy đi đâu kia chứ?" Nó hùng dũng và kiêu hãnh đến mức không thèm để ý đến ai ở chung quanh hết. Một lần chim sẻ đưa đàn con mới ra ràng rời tổ xuống đất, dạo chơi, vừa lúc đó voi đi tới. "Ấy ấy, xin cẩn thận, đừng đi vào chỗ này, đàn con tôi đang ở đấy mà," chim sẻ kêu lên thất thanh. Nhưng voi đã không thèm chú ý đến cả con người, thì đâu lại chịu nghe chim sẻ kia chứ. "Ta can hệ gì đến những con chim con của ai, ta cần đi qua thì ta cứ đi qua đấy," nó ngạo mạn buông lời. Nặng nề chuyển bước, voi lửng lững đi lên trước và dẫm nát lũ sẻ con đáng thương. Tán dâm gian, voi nghĩ rằng nước ở đầm gần đấy, liền chạy đến chỗ có tiếng ếch nhái kêu. Nhưng nó húc phải đá và ngã lăn xuống núi. Bị lộn ba vòng, voi gãy bén mất cặp sừng. Lộn thêm hai vòng nữa, đôi tai dài dựng ngược nhẽo ra và bẹp dí như hai cái quạt dính vào hai bên đầu. Phúc cho voi là còn chưa tan xương nát thịt lìa đời đấy. Tất cả muôn loài nhìn nó và bảo: "Trên trái đất chúng ta đều như nhau, không có lẽ có thể kiêu hãnh đến mức không thèm để ý." Kể chuyện cổ tích loài vật có nhan đề là Voi và Chim Sẻ. Voi là loài vật rất to lớn, còn chú chim sẻ thì lại bé tẹo. Voi rất kiêu ngạo, coi thường lời khuyên của chim sẻ. Không những vậy, voi còn giẫm chết chim sẻ non đáng thương. Vợ chồng chim sẻ rất tức giận, đã nhờ các loài vật khác trừng trị voi. Và cuối cùng, voi bị mù mắt, ngã xuống núi chút nữa thì mất mạng. Một bài học đắt giá cho những kẻ kiêu ngạo, hợm hĩnh, coi thường người khác. Tiếp theo,
các bé làm quen với hai loài vật rất thú vị trong rừng là gà rừng và hổ nhé. Lão lần đi theo tiếng gà gáy, đến một cây cổ thụ rậm rạp, lão vô cùng ngạc nhiên khi thấy dưới ánh trăng muộn có một chú gà trống rừng đang gáy te te. Chú ta đang đậu vắt vẻo trên cành cây cao, đôi cánh hoa sặc sỡ lại vỗ phành phạch đến là oai vệ. À, thì ra là mày, cái con gà danh nhãi nhép kia. Hổ vằn tức tối, lão tiến đến gốc cây quát hỏi. À, xin chào lão hổ vằn, làm gì mà lão tức tối đến vậy? Lão không biết thật sao, khi tôi cất tiếng gáy thì con hổ vằn chưa dứt lời, thì gà trống đã ôm bụng cười vang. Lão vẫn thật ngốc quá, hổ vằn ạ. Khi nghe tiếng gầm của lão, người ta chẳng ai sợ lão đâu. Họ chỉ tìm cách lánh lão và chẳng ai thèm làm bạn với lão cả. Còn tao thì không hiểu tại sao người ta lại thích nghe tiếng gáy của mày chứ. Mày giải thích xem nào. Ồ, thật là đơn giản, lão hổ vằn, thế này nhé. Tiếng gầm của lão lớn thật đấy, nhưng nó không mang lại cho mọi người niềm vui nào cả. Còn tiếng gáy của tôi mang đến nguồn vui và lợi ích. Đây này, o o o, khi tôi gáy lần thứ nhất là vào canh ba. Gió ơi, hãy thổi mát cho mọi người ngủ thêm ngon giấc. Khi gáy tới lần thứ hai là canh tư. Trăng ơi, hãy soi sáng cho mọi người dậy nấu cơm. Còn khi canh năm đến, tôi gáy là đề dục. Hỡi mặt trời, hãy soi sáng cho trẻ con đi học, cho họa mi bừng tỉnh tiếng hót vang, cho mọi người vác cuốc ra đồng, trồng khoai cấy lúa. Này này, im đi, im đi. Tao chỉ muốn xé xác mày cho mày hết gáy, hết gáy, đổ nhãi nhép tanh tưởi. O o o, o o o. Gà rừng và hổ. Buổi sáng chú gà rừng gáy vang để báo cho các loài vật trong rừng tỉnh giấc đón ngày mới nên được muôn loài yêu mến. Hổ thì tiếng gầm to lớn nhưng lại chả được ai yêu cả. Câu chuyện vừa rồi giúp các bé hiểu hơn đặc điểm của các loài vật trong tự nhiên. Sau khi nghe bài thơ Chuyện nhỏ trong rừng của nhà thơ Đỗ Phú Nhuận, các bé hãy ngủ ngoan nhé. Chú Hồng Hiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau. Từng đôi công đất chim gì, từng đôi gò kiên nề, dù gì sao chung nhau một mái nhà rừng ấp yêu cánh nhỏ ngập ngừng cánh non gió mai ru những tổ tròn màu lông dòng hót dẫu còn cách chia ngốc nghếch thế kia đang đêm mang đuốc đâu về mua may cười cười nói nói như say rừng mà bén lửa
mày còn không. Chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Chị Thúy Quỳnh rất vui khi gặp lại các bé. Các bé yêu quý, mùa thu hoạch luôn là mùa mà các bác nông dân cảm thấy phấn khởi, nô nức vì được thu về thành quả lao động. Ấy vậy mà, ở ngôi làng nọ lại xảy ra chuyện lạ. Gia đình chàng trai tên là Pha Thát rất buồn phiền khi ruộng lúa của nhà chàng cứ đến vụ gặt là lại bị chim di từ đâu bay tới ăn sạch. Đàn chim di từ đâu bay tới nhỉ? Liệu rằng Pha Thát có cách nào để bảo vệ ruộng lúa của nhà mình không? Sau đây, chị mời các bé cùng nghe chuyện cổ tích Campuchia có tựa đề Chàng trai và đàn chim di qua giọng kể của nghệ sĩ Đỗ Kỳ để cùng tìm hiểu nhé. Đều phá phách như vậy, thành thử cả nhà Pha Thát chẳng còn thóc mà ăn. Đã nhiều ngày, Pha Thát phải vào rừng để tìm hái lá, nhưng những thứ đó cũng chẳng thể ăn thay cơm mãi được. Bà mẹ đã phải vác giá sang hàng xóm vay gạo, nấu cháo ăn qua ngày. Ngán ngẩm, Pha Thát đưa bố mẹ sang làng khác làm ăn. Nhưng ở làng mới cũng vậy. Lúa vừa hoe vàng là bọn chim di đã bay đến chén sạch sành xanh. Pha Thát liền đặt bẫy, nhưng lũ chim khôn quá, chẳng con nào xa bẫy cả. Ức quá, Pha Thát quyết đi đến làng lũ chim di để hỏi cho ra nhẽ. Bố mẹ ở nhà, con đi tìm lũ chim di để hỏi lý do tại sao nó lại phá con đến như thế. Con có thù oán gì với chúng đâu? Bố mẹ Pha Thát khuyên con. Bố mẹ đã từng này tuổi rồi mà chưa nghe nói đến làng chim di ở đâu. Con còn trẻ người non dạ lắm, chớ có liều thân mà khổ con ạ. Nhưng bụng đã quyết, anh khăng khăng. Dù làng chim di xa xôi đến mấy, dù phải mất bao nhiêu tháng ngày, con cũng phải đi. Chỉ cốt là trị cho bọn chim di kia một trận. Biết là không can ngăn được con, bà mẹ chuẩn bị quần áo và lương ăn đường cho Pha Thát để chàng vững bước ra đi. Sáng hôm sau, khoác bị lên vai, Pha Thát nhằm thẳng hướng chim di thường bay đến mà đi. Anh cứ đi như thế, gần hết mùa trăng mà vẫn không thấy tăm hơi làng chim di đâu. Nhưng Pha Thát không nản, cứ nghĩ đến ruộng lúa chín vàng bị bọn chim di cướp sạch để lại gốc dạ chỏng trơ và để lại cái đói cho cả nhà, là Pha Thát không sao chịu được nỗi uất ức. Cuối cùng, Pha Thát cũng đến được một làng. Anh dừng chân lại nghỉ và tiện thể hỏi thăm đường. Pha Thát thấy một ngôi nhà thật to, cửa không khép. Anh liền đến gần, ngó vào nhưng chẳng thấy ai. Pha Thát lên tiếng gọi, nhưng không có tiếng trả lời nên liều bước vào. Trong nhà có rất nhiều buồng, buồng nọ tiếp nối buồng kia, buồng nào cũng đẹp. Nhưng Pha Thát thích nhất một căn buồng nhỏ nhắn, xinh xắn, trang hoàng rực rỡ. Anh ghé ngồi vào mép chiếu tư lự. Bỗng đâu một cơ trầu hiện ra, đặt ngay cạnh chỗ anh ngồi. Pha Thát định lấy một miếng trầu ăn cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Xong anh lại nghĩ, nhà vắng chủ, mình tự lấy chầu ăn không tiện. Nghĩ vậy, anh đứng lên ra khỏi nhà, lững thững đi ra vườn. Dạo quanh vườn một lượt, đến một gốc cây to tỏa bóng mát, có một cái bàn đá và bốn cái ghế xếp quanh. Pha Thát bèn ngồi nghỉ trên chiếc ghế để chờ chủ nhân căn nhà.
thì lại thấy một đĩa đào nho nhỏ đặt trước mặt anh. Tuy khát nước, nhưng anh cũng không tự tiện dám lấy ăn một quả. Xế chiều, anh lại đi vào căn buồng đó. Lần này, anh nhìn thấy trên phản có một cái âu bằng vàng. Mặc dù bụng đang đói cồn cào, nhưng anh cũng không động chạm đến cơm canh. Bỗng cửa buồng xịch mở, một cụ già phúc hậu đi đến chỗ Pha Thát và hỏi: "Con không thấy đói sao? Cơm canh bên cạnh đấy, con ăn đi, kẻo nguội hết." Pha Thát ngẩng lên nhìn bà cụ rồi lễ phép: "Dạ, con thấy nhà chẳng có ai nên không dám đụng vào đồ ăn thức uống trong nhà. Tự tiện thế, con ngại mọi người cho con là kẻ xấu." "Thế bây giờ chủ nhân đã về rồi, con cứ tự nhiên dùng bữa đi." Cụ mời thật lòng. Pha Thát xin phép bà cụ ăn cơm. Thật là lạ, anh cứ ăn hết bao nhiêu thì âu cơm lại đầy lên bấy nhiêu. Cơm nước xong, anh quay ra nói chuyện với bà cụ: "Bà ơi, cho con hỏi điều này, nếu có gì không phải mong bà thứ lỗi cho. Sao con thấy làng này nhà cửa khang trang, thóc lúa dư dật mà đồng ruộng lại bỏ hoang, người đi đâu vắng cả?" Chàng ngước nhìn bà cụ dò hỏi, nhưng bà cụ cứ bỏm bẻm nhai trầu chẳng nói. Chập tối thì mọi người trong làng lũ lượt trở về, ai cũng khể nệ những thúng thóc vàng óng. Một lúc sau, con gái của bà cụ mới gánh thóc về. Trong số đó có một cô gái rất xinh. Lúc này bà cụ mới nói với Pha Thát: "Con ạ, làng ta không cày cấy đã mấy năm nay rồi. Cứ đến mùa gặt là cả làng lại biến thành chim di bay đến vùng rất xa để kiếm thóc." Pha Thát không tin ở tai mình, anh hỏi: "Ba bảo sao ạ? Người mà biến thành chim được ư? Thế đã là chim di rồi thì làm sao trở lại thành người được?" Bà cụ ngắt lời Pha Thát: "Khoan đã, con cứ để yên ta nói cho mà nghe. Ở ngoài làng có một hồ nước nhỏ, ai tắm nước hồ ấy là biến thành chim di. Tắm lần nữa thì chim di lại biến thành người. Thúng thóc con gái ta đem về là ở ruộng nhà con đấy. Có đúng là mấy vụ vừa rồi nhà con mất sạch thóc không? Tuy ở xa, nhưng ta cũng biết con đang kén vợ, nhưng chưa tìm được đám nào ưng ý. Còn ta thì cũng muốn kén chồng cho con gái. Thấy con đẹp người, tốt nết, chịu khó làm ăn, ta muốn con về làm rể nhà ta. Vì vậy, họ hàng nhà ta đã biến thành chim di để lấy hết thóc nhà con. Có thế, con mới trèo đèo lội suối đến đây." Nghe thủng câu chuyện, Pha Thát thở phào và mừng thầm trong bụng. Con gái bà cụ vừa xinh đẹp, vừa chăm chỉ nết na, thật đúng là người anh mong ước. À, hóa ra đàn chim di là do người trong ngôi làng nọ hóa thân thành để nhằm dẫn dắt Pha Thát tìm tới họ. Sau khi Pha Thát tìm được tới ngôi làng đó, thì cũng chính là lúc chàng có được người vợ hiền thảo, xinh đẹp là con gái của chủ làng rồi. Một câu chuyện thật ly kỳ, hấp dẫn có đúng không nào các bé? Các bé ơi, đồng hồ cũng đã điểm giờ chúng mình đi ngủ rồi. Trước khi chợp mắt, chị mời các bé cùng nghe bài thơ "Bây giờ cô Tấm ở đâu?" của nhà thơ Ninh Đức Hậu qua giọng du của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96,5 MHz và trang web www.vov.vn. Ah.
bây giờ cô tâm ở đâu? Sang thu trai thì chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Các bé yêu quý, trong chuyện cổ tích thì các loài vật được nhân cách hóa như con người đấy các bé ạ. Loài vật có thể suy nghĩ, nói chuyện và làm việc không kém chúng ta đâu. Mỗi khi gặp khó khăn thì không ít nhân vật trong chuyện cổ tích đã được các loài vật giúp đỡ. Trong chương trình kể chuyện và hát ru cho bé hôm nay, chú Vĩnh Sương sẽ kể cho các bé nghe chuyện Con chim côn cút và hai chú bé mồ côi. Các bé yêu quý, các bé có biết không? Theo tập quán từ xưa để lại, khi nào cha mẹ qua đời sớm thì các con nhỏ sẽ được chú thím đứng ra nuôi dưỡng. Tiếng thế, nhưng hai đứa trẻ tội nghiệp kia thật là khốn khổ. Chẳng một ai ngó ngàng đến chúng. Bởi vậy, hai anh em gầy đói dơ xương, quần áo rách mướp. Chẳng còn trông mong gì được ở chú thím, hai chú bé mồ côi đành phải cầm bát nhỏ bằng vỏ dừa đi ăn xin quanh xóm làng. Khi thì chúng xin được lưng bát cơm nguội, khi thì được rúm gạo hoặc nắm cám. Không có nồi niêu để nấu, chúng chặt ống tre ống nứa thay cho cám và rau dại vào nồi đốt lên ăn. Ăn qua tháng qua ngày, ăn qua ngày qua tháng. Một hôm, lúc hai anh em đang chặt tre để nấu ăn, thì nghe thấy rõ ràng tiếng chim cun cút. Pipi cau, đón bắt tôi mau, nuôi tôi với, tôi sẽ đẻ trứng thật nhiều. Hai chú bé sừng sốt lắng nghe, rồi tròn xoe mắt nhìn con chim cun cút. Còn con chim, nó cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu nói đó. Thấy vậy, hai anh em nói với nhau, đúng là nó bảo anh em mình đón nó về nuôi rồi. Hai chú bé mang con cun cút về nhà, cắm một cành cây ngoài sân rồi cho nó đậu lên đấy. Người ăn gì thì chim ăn nấy. Hai anh em cho cun cút ăn cơm nguội, cám nấu với rau rừng. Được một lúc, con cun cút lại hót. Pipi cau, đặt tôi vào rổ, tôi sẽ đẻ trứng thật nhiều. Nghe thấy thế, hai chú bé liền đặt con chim cun cút vào một cái rổ, rồi lấy rơm dạ lót xung quanh. Để con chim ở nhà, hai anh em lại cầm bát đi các làng xin ăn. Hôm ấy,
chúng chẳng xin được gì, bụng đói meo. Hai anh em về nhà ôm nhau đi ngủ từ chập tối. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, hai anh em đã nghe con cun cút hót. Pipi cao, ra xem mau, tôi đã đẻ trứng rõ nhiều. Nghe chim hót, hai anh em rủ nhau đến nhìn. Ô, thật lạ kỳ, dưới bụng con chim đã có lưng rổ gạo trắng ngần. Hai chú bé sung sướng quá, thế là hôm nay chúng được ăn uống no nê rồi. Các bé có biết không, ngày hôm sau, con cun cút cũng bảo hai anh em ra lấy gạo, vừa mới lấy xong, nó lại bảo ra lấy nữa. Cứ như thế suốt ngày, đến chiều tối thì chẳng còn thúng mùng nào để mà đựng gạo. Không còn cái đựng, hai chú bé đành phải đổ gạo ra nền nhà. Con cun cút lại hót tiếp. Pipi cao, cho tôi vào trong nhà mau, tôi sẽ đẻ trứng rõ nhiều. Hai chú bé đưa con chim vào nhà. Chẳng bao lâu khắp mấy gian nhà đã đầy ắp gạo. Từ hôm đó, hai chú bé mồ côi được sống no đủ. Hàng ngày chúng mang gạo vào làng đổi lấy thịt, lấy rau, lấy áo quần và những đồ dùng khác nữa. Tiếng đồn về hai anh em mồ côi bỗng chốc thừa thãi gạo thóc đã bay đi khắp làng trên xóm dưới. Một hôm, ông chú đến tận nhà các cháu mình hỏi. Có phải dạo này hai cháu thừa thóc gạo ăn rồi phải không? Thưa cha, vâng ạ. Hai đứa bé đồng thanh đáp. Từ ngày mồ côi cha mẹ, hai anh em vẫn coi chú như cha, mặc dù ông ta đối xử với các cháu còn tệ hại hơn cả người dưng nước lã. Ông chú chắp tay sau lưng bước vào nhà. Lập tức, mắt ông ta lóa lên vì thóc gạo và sinh lòng tham lam ghen tức. Bọn nhãi này mà lại nhiều gạo thóc hơn vợ chồng ta, ông ta nghĩ. Và cố gắng nén lòng ghen tị, ông ta ra vẻ ôn tồn hỏi. Này các cháu, làm thế nào mà lại có nhiều thóc gạo thế? Đổ gạo ngay trên nền nhà thế này, không khéo bị mốc hết mất thôi. Hai anh em nhìn nhau dò hỏi, không biết có nên nói hết mọi chuyện ra không? Thì ông chú lại nói tiếp. Chú thấy hai anh em mày không cày cấy, không gặt hái gì cả mà lại lắm gạo nhiều thóc. Thế thì chỉ có đi ăn trộm. Nghe chú nói như vậy, hai anh em liền kể cho chú nghe đầu đuôi câu chuyện về con chim cun cút. Ông ta vừa lắng tai nghe, vừa đảo mắt nhìn nghi nghi hoặc hoặc. Biết chú mình chưa tin hẳn, hai anh em nói, chú chờ một lúc nữa xem, nó sắp hót bây giờ đấy. Quả nhiên, ông chú ngồi chưa ấm chỗ, thì con chim cun cút đã nói, pipi cao, đầy rồi đấy, chuyển tôi mau. Ông chú đứng dậy, nhìn vào cái thúng, thì quả thực gạo đã đầy đến miệng, máu tham đã dồn lên mặt. Ông chú nhìn con chim cun cút chằm chằm và nói, độ này nhà chú túng bấn quá, chẳng còn lấy một hạt gạo nào bỏ vào nồi. Các cháu cho chú mượn tạm con chim này ít bữa nhá. Tạm đủ gạo ăn, chú sẽ đem chim đến tận nhà trả các cháu. Cả tin, hai chú bé đưa cho ông chú mượn con chim cun cút và dặn dò chú cách chăm sóc con chim cẩn thận. Ông chú nói qua quýt, rồi vội vàng ôm con chim về nhà mình. Vừa về đến nhà, ông ta vội vàng giỏng tay lên, chờ con chim cun cút hót. Một lúc sau thì con chim có hót thật. Pipi cao, đặt tôi vào rổ, tôi sẽ đẻ trứng thật nhiều. Ông chú cuống cuồng đem rổ tới, đặt con chim vào rồi cứ hong hóng nhìn. Ông ta nóng ruột nóng gan, bước qua bước lại. Một lúc sau, con cun cút hót. Pipi cao. Ông chủ chạy bổ đến cái rổ, lật lên xem. Gạo thóc thì chẳng thấy đâu, mà là toan cám. Tức quá, ông ta nghĩ con chim cun cút đã chơi xỏ mình. Ông ta có biết đâu rằng hai đứa cháu mình đã từng phải ăn thứ cám bổi ấy qua ngày. Cho bỏ tức, ông chú liền bóp chết con chim của cháu mình, rồi đem làm thịt, rồi nướng chả ăn. Các bé có biết không? Được ít ngày, khi thóc gạo trong nhà đã vơi, hai đứa bé dắt nhau đến nhà chú
xin lại con chim thì ông chú nói: "Con chim ấy không đẻ ra thóc gạo nữa, nuôi làm gì cho tốn cơm. Tao đã làm thịt ăn rồi, tiếc làm gì cái con chim điêu chắc ấy." Hai đứa bé thương xót con chim, òa lên khóc nức nở. Chúng hỏi ông chú có còn giữ lông và xương con chim không, thì ông ta gắt: "Cả con chim tao còn chẳng tiếc nữa là lông với cả xương chim. Lông thì tao đốt rồi, còn xương thì tao vứt vào bếp. Còn tiếc thì vào trong ấy mà tìm." Hai anh em bảo nhau vào bếp bới cho than để nhặt xương chim mang về, đem chôn rất cẩn thận ở góc vườn. 3 ngày sau, hai anh em rủ nhau ra thăm mộ con chim cun cút, thì thấy trên đó mọc lên một thân cây nhỏ, lá sắc nhọn như dao. Sau 3 ngày nữa, hai chú bé mồ côi lại ra thăm mộ chim. Lần này, cái cây lớn nhanh như thổi, thân cành cứng như sắt luyện. Tiếp 3 ngày nữa, cái cây kia đã cao lớn, cành lá tùm, rợp mát cả một góc vườn. Hai chú bé vui mừng lắm, chúng leo trèo lên cây, ngắt vài chiếc lá, đem về cắm vào lọ cho vui cửa vui nhà. Cứ 3 ngày một lần, hai chú bé lại đến thăm cây của chúng. Một lần, hai anh em nhìn lên cành cây thì có một bông hoa bằng vàng lấp lánh. Ngày lại ngày, những bông hoa bằng vàng đua nhau nở rộ, những cánh hoa vàng lả tả rụng đầy mặt đất. Hai anh em nhặt hết về nhà, mang cánh hoa bằng vàng đi đổi lấy gạo thịt, mua sắm nhiều thứ đồ dùng quý giá. Lời đồn đại về hai chú bé mồ côi bỗng trở nên giàu có đã đến tai nhà vua xứ này. Ông ta không tin ở đây lại có nhiều người vàng bạc châu báu hơn mình. Nhưng khi biết rõ quả thực kho báu của nhà vua chẳng thấm gì vàng bạc của hai chú bé mồ côi, thì nhà vua liền phán: "Tất cả của cải trên vương quốc này là của ta hết thảy." Và rồi nhà vua thân hành đến tận nơi xem cái cây kia nở hoa bằng vàng và lệnh cho quân lính ngả xuống đem về cung cấm. Thân cây, cành cây đều cứng như sắt nên dao nào chém vào cũng bị quằn, bị mẻ. Hết toán lính này đến toán lính khác thay nhau chặt cây mà vẫn không nhúc nhích. Thấy thế, nhà vua tức lắm. Ông cho gọi hai đứa bé mồ côi: "Nếu cái cây này đúng là của hai anh em mày thì mày thử chặt xem sao." Hai đứa bé mồ côi mỗi đứa cầm một con dao vót bằng tre đến bên gốc cây kia. Chúng chỉ khẽ chạm vào thân cây, tức thì cái cây từ từ nằm rạp xuống trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Các bé yêu quý, các bé có biết không? Và từ đó, hai chú bé của chúng ta sống yên vui với cái cây quý báu của mình. Các bé vừa nghe chú Vĩnh Sương kể chuyện cổ tích thế giới, con chim cun cút và hai chú bé mồ côi. Hai chú bé mồ côi thông minh và tốt bụng, thật là đáng yêu phải không các bé? Hai chú bé đã được con chim cun cút giúp đỡ và vượt qua nhiều thử thách. Cuộc sống hạnh phúc là phần thưởng xứng đáng dành cho những con người tốt bụng. Các bé nhớ nhé, hãy giúp đỡ những người khác và cả những loài vật đáng yêu nữa. Điều đó sẽ mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Các bé hãy ngủ ngoan sau khi nghe bài thơ Cô Tấm của mẹ của nhà thơ Lê Hồng Thiện do nghệ sĩ Minh Phương thể hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau. Quả thì bước ra bé làm cô tâm giúp bà sâu kim thổi cơm nấu nước bé em mẹ về khen.
trần. Bao nhiêu công việc lặng thầm, bàn tay của bé đỡ đần giỏi bé nết ngang.